Đây, xin chào tất cả các bạn. Mình hôm nay là mình xin giới thiệu là mình là thực phẩm Đức Phú. Hôm nay mình triển khai xây bộ dinh dưỡng ngũ cốc. Nói là ngũ cốc nhưng mà thực ra là rất là nhiều loại hạt. Các bạn có thể xem mình giới thiệu một số loại hạt. Ở đây mình đã xay rồi. Đây là hạt chia, hạt ốc chó, hạt mắc ca, hạt bí, hạt hương dương, đây là hạt thành nhân, ở đây là đậu phụng và mình đã sơ chế rồi. Trong này là mình đã sơ chế ốc chó. Và có người hỏi cái này cái gì, cái này là một thành phần quan trọng trong bột để mà tạo sữa, sữa ra nhiều hơn cho các mẹ sinh xong, bú sữa nhiều tốt cho người sau sinh. Thì tùy theo sản phẩm để mình sơ chế, nói chung cái này mình xay sơ riêng. Cái này là cái nhật cánh hoa vàng mà đen là sơ chế rồi. Cái này là yến mạch của Mỹ mình đã xay sẵn rồi. Đây, mình sẽ trộn ra. Trong này là một cái bao rất là nhiều loại đậu mình đã trộn sẵn trong này rồi. Có trong này có đậu trắng, đậu đen, đậu đen rồi sen, rất là nhiều, rất là nhiều loại ngũ cốc. Và mình xin chào tạm biệt để mình ra xay cái mẹ mới. Đây, mọi người có nhu cầu về sản phẩm bổ dinh dưỡng dành cho các mẹ, ví dụ như là vợ chồng khó sinh con thì uống vào thì để cho trứng tốt và tinh trùng tốt hơn. Có nhiều vitamin E tốt hơn để đầu thai. Rồi trong quá trình mang thai thì các bạn nên bổ sung về để cái chất lượng tốt hơn, con có nhiều dinh dưỡng hấp thu. Sau khi mang bầu sinh con ra thì nguồn sữa muốn mẹ muốn đảm bảo dinh dưỡng tốt thì các mẹ cứ dùng đều đặn thôi. Rồi các trẻ em và người lớn tuổi, từ những cái anh chị giờ những người gái mà tuổi thời kỳ hết mãn kinh, nhu cầu về bộ dinh dưỡng rất là nhiều. Rồi các anh chị lớn tuổi rồi cũng cần bổ sung để tăng cường sức khỏe. Rồi mọi người có nhu cầu đặt liên hệ với thực phẩm Đức Phú qua Zalo 0935946555.
xin chào, để mình quay lại một số.